thấy rất ít đau đó em. Ôi có mấy giờ rồi ta? Rửa mặt đây là chị qua chị làm xong rồi đi. Trưa nắng lỡ qua rồi. 12 giờ mình đi mình được ra đến 1 giờ chiều chiều mình về. Chiếu này đi hả? Này đã hả? To hay cốt chưa đó? Nhân máy à? Nhân máy đó. Thì năm mà đưa á, đừng có đưa thôi chị, không đau bao nhiêu đâu, chị làm đi hơi nhẹ xíu. Em để biết về răng để mà em không giữ được, chị giữ quen rồi. Nói hệ đăng cái kênh nó đi nhiều vô chẳng cái mấy kênh mới làm cho nó nâu nâu xíu cho nó nhanh. Tự nhiên bị đứng ủng hay hà thì đấy là hắn không có được ái nữa thì tiếc gì sợ. Với lại mình phải có cái gì đó mà mới lạ người ta mới thích chứ, cái này lặp đi lặp lại cũng ớ. Cố gắng này, gần xong rồi. Đừng có tư tay, ráng đi. Rồi, về. Muốn ông nha.